Hello mọi người, thì bây giờ Rồi, nha, nay tình mở quà mở nha. đi. Nha mọi Ok, giờ người. cho hay nha. Này là Ok, quà xe của ha, xe ha, xe ha, xe ha. Cảm ơn sang bên nào. Du 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 du. Đụng xe nè. Cái này là xe quà ha. của ông Ông tháp đen. ông đen tặng cho nay tình nha. Wow, mở cái sổ, cái sổ kìa. Đảo gì? Giơ lên. Oh my god. Dơ lên cho mọi lên. người coi. Đó. Nè, con lột xong một món này, con phải cầm lên vậy nè, con cầm lên. Đó. Con nói thank you. Đó. Thank Ôi you. Ôi. Rồi, bây giờ là món quà thứ hai của Nay Tình nha. Nặng quá, cầm lên nổi không? Không được. Con quấy ra. Con hay con quấy ra. Trời ơi, đã ôi quá. Ôi. Dơ lên, dơ lên, dơ lên. Cho lên khoe mọi người. Để lên. Nặng quá cầm không nổi hả? Rồi. Rồi, cái này là của ông ngoại bà ngoại cho Nay Tình nha. Để cho nó xé đi. Rồi, ông ngoại lại lột quà luôn ngoại. Để lên, xé. Rồi, rồi, xé ơi, xé. Cắt sẵn lên, lẹ lên. Rồi, ba mày dán. Lấy kéo hay gì gọc ra cho nó. Nè. Có chừng. Ra rồi, ba gọc ra cho. Trời ơi. Cậu hỏi gì, không gọc cái này sao mà ra lấy ra. Có chừng đứt tay nghe con. Rồi, đó. Nè. Xong rồi đó. Ủa, nguyên thùng đồ chơi luôn. Ủa sao nói là Nay Tình mua quần áo cho Nay Tình, Nay Tình không mua đồ chơi nữa mà. Nhưng mà ông ngoại mua cho quá trời đồ chơi rồi. Trời ơi, nó nói chuyện thấy thương lắm mọi người. Wow, có một đống này nữa nè. Đó, cả nhà. Cái giường đó. Đó, cái bàn Spiderman luôn. Rồi quần áo thôi, đừng quần áo. Rồi quần áo, một đống quần áo luôn. Rồi tới nào nữa. Rồi. Rồi, cái này là quà của Santa Melvin tặng cho Nay Tình nha. Nó lại lên, lại lên. Đã quá, Nay Tình. Chút Nay Tình xé quà cho mẹ luôn đi nha. Rồi lên bấm kèn tin. Lát lên bấm kèn tin tin nha. Nắm đây nè, nắm đây giật nè. Đó, bà hép cho. Đó, thấy không? Chứ nó dính cái gạch rồi, thấy chưa? Bà gói kỹ quá à. Chúc Tình tháo quà cho mẹ với em luôn nha. Rồi. Rồi, một chiếc xe đạp nha. Tình tên. Này là của khách cho đó mọi người. Đó. Tình là nó nói là mai mốt nó lấy chiếc xe đạp này để nó đi chạy đua với Barbie đó nha. Rồi, đây cái này cả nhà. Hộp này nè. Rồi lọc đi. Rồi đem ra ngoài đi. Rồi, đẩy ra ngoài đi. Cái này là của ông ngoại với bà ngoại tặng cho nhau, anh và em nha. Đó. Anh và em. Anh và em tặng nhau một gói một thùng mì chay lá bồ đề. Rồi, cái nào của Nay Tình lọc ra. Lên, nhanh lên. Một phút nha. Một phút bắt đầu. Một phút lẹ lên. 30 giây. Mau lên. Rồi. Lên coi. Rồi quay luôn. Chưa mở ra. Chưa, còn gặp Xích Tình đứng quay mặt qua đây nè. Yeah. Nhảy chu đích kìa.
mấy đứa nít đó mà tới ngày mà lột quà đó mấy rồi đó, cô chú là mừng lắm. Ô quần áo đó, quần áo rồi, không một thùng quần áo để không nha, cho nên tình đó một thùng áo lạnh đồ này nè nọ nè đó, áo lạnh đồ đó. Thương bữa tặng đó đó, này là của Khương tặng cho ba mẹ, Khương với con tặng cho ba mẹ cái máy mà giống như massage cổ á, giống như chăm cú vậy đó. Giơ lên, giơ lên, giơ lên đây tình. Đây nữa này, tới quà của ai nữa? Không phải đâu rồi, khoan, con lột quà của mẹ luôn đi, con lột quà cho em luôn đi, lột cái thùng bự đó luôn ra đi, lột cái thùng bự này ra đi. Nè cái thùng, này nè, cái thùng đó là của ông bà ngoại tặng nhau. Rồi. Bây giờ lột cái thùng bự ra đi coi là cái gì. Nè cái thùng bự là cái gì. Rồi gạch ra. Rồi gạch ra cho ông bà ngoại đi. Mì, nó nói thùng đó thùng mì. Tại vì không có thùng mọi người ơi, cho nên đựng vô cái thùng mì. Thôi từ từ được chưa? Đi nè. Nè Tình ơi có đồ nè. Không phải mì đâu. Tại vì không có thùng quá. Mở ra coi. Trời ơi quần áo. Đó, rồi nhảy không bên. Ông ngoại tặng cho bà ngoại áo một thùng. Áo ông Địa. Quá trời luôn. Rồi, 30 giây bắt đầu. Đẹp không? Come on, 30 giây bắt đầu. Đây là cái gì đây? Go go. 30 giây bắt đầu. Cái này là thùng đồ của hai vợ chồng em tặng cho ông bà ngoại nha. Coi trong đó có gì nha. Rồi bạn còn 5 giây. Lẹ, 1 2 2 rưỡi 3 rồi, 4 rồi, rồi. Giờ rồi lấy cái kéo gạch ra coi. Gạch ra nào? Gạch ra. Gạch ra đi vậy? Của ai đây? Của ba mẹ tặng cho ông bà ngoại. Có nhiều ngoại. Đây là cái gì nữa đây? Mở ra. Từ từ đứt không không. Rồi mở ra đi. Mở ra đi. Rồi mở ra. Rồi mở ra. Coi gì? Rồi, giơ lên. Quần áo dài dép nữa. Quần áo dài dép cho ông bà ngoại. Rồi, hãy qua bên. Quần áo mấy áo len rồi cho mẹ nè. Đó là của em đó. Đó. Rồi, hãy qua bên đi. Cho ông ngoại rồi, mang. Cho ông ngoại dài mang mùa đông nè. Đó. Đó. Bên đây rồi, lộn cái thùng bự. Rồi, 10 giây bắt đầu. Vô, go. Lẹ, 10 giây bắt đầu. Lẹ, 10 giây bắt đầu. Còn 10 giây nữa đó, lẹ lên. Còn 10 giây nữa, lẹ lên. Lẹ lên. Rồi, đây là cái gì đây? Ô, một cái cassette nha. Của khách mua cho Jackson. Còn 5 giây, lẹ lên. Em không biết nữa. Em không biết khách mua màu gì nữa đó. Gạch ra coi màu gì vậy? Có màu gì vậy? Có khách mua màu gì vậy? Màu xanh Tình ơi. Màu gì? Khách cho màu gì? Lại là màu xanh. Đứt tay bây giờ cẩn thận. Rồi, giống cái cũ từ từ thôi làm gì trời. Rồi cái màu này giống cái màu cũ của Tình luôn. Ừ trời, nhưng mà bả mua màu này là được rồi, chứ bả mua màu hồng là thấy cha luôn. Đó. À, một cái cassette của khách mua. Rồi cái đó của ba với mẹ đó, mở cái đi cho mở ra luôn đó. Rồi cái này là của ai đây? À của ba tặng cho mẹ. Mở ra. Đây nữa nè. Mẹ cho Tình lột. Từ từ. Rồi giơ lên coi có cái gì. Ồ, giơ lên, giơ lên coi lại gì nha nó Tình. Giơ lên, dầu thơm với lại ba lô của Versace. Đó, của ba tặng của mẹ cô nha. Cô Lily. Còn cái này của khách. Mua qua UK rồi nha. Cô Lily mua giường cho em Jackson. Đó, mở ra đi. Mở ra đi. Từ từ, hai cái bay làm gì vậy? Trời ơi. Ồ, một cái giường em bé nha mọi người. Trời ơi, sướng quá à. Năm nay khách tặng hơi bị nhiều luôn á. Có mấy cái máy hút sữa nó kìa mà ba không chịu gói lại. Trời ơi, chút xíu nó rớt luôn.
Ồ, một cái giường em bé nha của cô Lily mua. Cảm ơn cô Lily. Nói đi, cảm ơn cô Lily. Cảm nè ta. Cô quay cho cô dây giùm con. Rồi, cảm ơn cô Lily. Rồi, trẻ hải này luôn. Thank you Lily. Đó, rồi. Đó, của ba mẹ là một thùng quần áo dài dép gì đó có gì. Và cá cho em luôn. Rồi, cái đó là của mẹ tặng cho ba đó. Rồi, mẹ tặng cho ba nha. Xẻ ra lại lên, xẻ, go, go, kêu. Rồi, một chục cái áo. Rồi, hôm bữa nói là anh cần áo tay dài, mua cho anh áo tay dài. Đó, tôi đi Macy, tôi mua cho chục cái áo. Hết thang, không có đồ nữa nha. À, của ba cũng có nữa đó, là ba có mấy cái áo giống vậy đó, với lại đôi dài. Rồi, còn gì nữa đây, lột ra luôn. Của mẹ ba. Tặng cho ba tiếp. Không phải, của con. Của con hả? Rồi, ok, mở đi. Phải của con không? Của con một thùng quần áo đây nè, cha ông. Tên tên. Rồi, con mở ra coi. Ủa, của mẹ mà. Phải không? Phải của mẹ của không? Ba, ba màu red. Rồi, dơ lên cho mọi người coi coi là cái gì vậy, mẹ tặng ba cái gì vậy, nói tên. Một bộ dầu thơm và một cái ba lô và sa chì, dơ lên. À, mùi này thơm, mùi này chồng em thích nè, mấy mọi người. À, còn gì không? Còn rồi, còn hai cái bao lì xì này là của ông ngoại, bà ngoại nha. Của ông bà ngoại tặng cho ba với mẹ. Thank you, thank you. Rồi, đem nhiều vô không biết tình ơi. Rồi. Còn bình kẹo kìa, tình mở cái tình ăn đi. À, cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ. Bao lì xì. À. Thank you. Thank you, thank you. Cảm ơn mail khách mệt cả nhà. Có đưa giữ giùm không?